Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán lớp 4 nha các bạn. Thì hôm nay mình xin nói về cái gọi là tính chu vi của các hình. Thì bước đầu tiên là các bạn phải xác định được đây là hình gì. Bước 1, mình ghi những cái bước cần xác định nha các bạn. Bước 1, xác định hình gì, được chưa? Đó. Bước 2 là các bạn phải thuộc công thức nè, tính chu vi của cái hình đó, được chưa? Hai bước rồi. Còn nếu các bạn nào không muốn nhớ hai bước này thì các bạn nhớ giúp mình thôi, nhớ giúp mình một cái này thôi. Nếu không nhớ được hai bước này thì các bạn phải nhớ cái này. Đó là gì ạ? Chu vi của một hình bất kỳ, chu vi của một cái hình bất kỳ nha, sẽ bằng tổng các cạnh cộng lại. Được chưa? Nhớ đúng cái dòng này giúp mình thôi. Chu vi chính là chu vi của một hình bất kỳ sẽ bằng tổng các cạnh cộng lại. Được chưa ạ? Rồi, bây giờ để giải bài này thì mình sẽ dùng cái phương pháp 1 trước. Phương pháp 1, thứ nhất các bạn phải xác định đây là hình gì, được chưa? Tại vì các bạn học toán thì các bạn phải biết hình đó hình gì, đặc điểm nó ra làm sao, công thức tính chu vi như thế nào và diện tích tính như thế nào, được chưa? Chứ còn các bạn mà như cứ biết là chu vi của một hình bất kỳ thì bằng tổng các cạnh của nó cộng lại thì rất là đơn giản rồi. Rồi, bước đầu tiên mình sẽ chỉ các bạn xác định được cái hình này được gọi là hình gì. Thì nhìn đây, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 4 gì ạ? 4 đỉnh, được chưa? Hoặc là 4 điểm, mấy cạnh ạ? 1, 2, 3, 4 cạnh, được chưa? Mấy góc ạ? Chưa, nếu các bạn nào chưa biết về góc thì các bạn nhớ nhìn vô đây ạ. 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, được chưa? 4 là gì ạ? 4, hay tiếng Hán người ta gọi là tứ, được chưa? Đó, vậy hình này người gọi là hình tứ giác. Đó, A, B, C, D là hình tứ là 4 các bạn. Tứ giác, được chưa? Rồi, thì công thức tính diện tích, lộn, tính chu vi chứ. Xin lỗi nha các bạn, tính chu vi của tứ giác thì bằng tất cả các cạnh của nó cộng lại, được chưa? Rồi, mình ghi lời giải. Giải nha. Bắt đầu giải. Chu vi hình A, B, C, D là, được chưa? Thì chu vi của tứ giác sẽ bằng tất cả các cạnh cộng lại nè. Cạnh gì ạ? Mình để mình hoặc cạnh AB nè, được chưa? Cộng cạnh BC nè, hay cộng cạnh CD và cộng cạnh DA, được chưa? Rồi, mình cộng lại nha. AB cộng BC cộng CG cộng DA, cộng nha các bạn, đây dấu cộng, cộng DA thì sẽ bằng bao nhiêu ạ? AB bao nhiêu? 6 nè, cộng bao nhiêu? 4 nè, cộng bao nhiêu? 3 nè, cộng bao nhiêu? Cộng 4. Rồi, các bạn giúp mình tính giùm mình đi. 6 cộng 4 là 10, 10 cộng 3 là 13, 13 cộng 4 nữa là 10, 17. Và đơn vị của chu vi chính là đơn vị của độ dài là cm, được chưa? Đáp số. Rồi, các bạn tự ghi đáp số nha các bạn. Rồi, tự ghi đáp số giúp mình. Rồi, thì để giải được cái bài toán chu vi thì các bạn phải nhớ giúp mình các đơn vị đo này, các đơn vị của nó nè, các đơn vị độ dài này phải cùng đơn vị nha các bạn. Nếu không cùng đơn vị thì các bạn phải đổi qua cùng đơn vị giúp mình trước khi các bạn tính bằng công thức tính chu vi của một hình, được chưa? Bước 1 đổi đơn vị. Bước 2 tính tổng tất cả các cạnh đối với tứ giác. Nếu các bạn không học thuộc công thức, được chưa? Không học thuộc công thức thì các bạn nhớ chu vi chính là tổng các cạnh cộng lại, được chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ cho một cái ví dụ cái hình tương tự như vậy và cho những cái con số khác nhau để các bạn cùng giải nha. Rồi, sau khi giải các bạn comment ở phía dưới giúp mình chu vi của cái hình tứ giác này là bao nhiêu nha. Rồi, cho hình tứ giác. Đây,
D, C, E, F. Được chưa? Này 6 cm, 3 cm, 4 cm và 8 cm. Rồi, các bạn tính chu vi của cái hình D, C, E, F giúp mình. Được chưa? Rồi, trong quá trình giảng mà có cái chỗ nào không hiểu, khó hiểu hay là chỗ nào mà bị sai thì các bạn comment ở phía dưới giúp mình để mình kiểm tra lại và mình khắc phục bằng những cái đoạn clip sau trở nên hay và thông dụng hơn nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.